Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu đến mọi người cái con HP Omen nha mọi người. Cái con máy rất là chất lượng dành để cho chơi game hoặc là làm việc văn phòng đó mọi người, với cái card đồ họa RGX 1060 tới 6 GB lận, cho nên là tha hồ thoải mái, vừa thiết kế vừa học hành hoặc chơi game giải trí rồi mọi người, rất là ok luôn. Cái card đồ họa 6 GB rất là chất lượng. Như thế nào từ từ mọi người tìm hiểu cùng mình nha. Đây là cái dòng mà Omen, là cái dòng mà cao cấp của HP mọi người, và nó chuyên về game, cho nên nó là từ từ mình sẽ quay cho mọi người xem. Cái này là học sinh sinh viên hoặc là mình làm việc văn phòng rồi đó, đôi lúc mình cần giải trí là cần cái con máy mạnh để mình chơi game là ok luôn. Đây là cái đèn led lên rất là đẹp, và có phím số rời bên hông này, và nó làm cái kiểu phím giống như là người ta chuyên chơi game vậy đó mọi người. Mình sẽ tắt cái đèn này đi hả, nhìn cho nó đẹp hơn. Cái phần này là phay nhôm hết trơn luôn nha, và nó đẹp cực kỳ luôn. Mọi người thấy ngay cả những cái phần chuột này làm cũng rất là kiểu cách, nhìn rất là chất lượng nha mọi người. Nguyên cái này là nguyên một cái tấm nhôm cứng cáp luôn, nó vắt góc cạnh từng 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 khúc nè, đó vuốt máy rất là chắc chắn. Và phần này thì nó đẹp như là mới vậy đó, nguyên cái đoạn này là đẹp như mới luôn. Đây là Omen nha. Ở trên phần màn hình thì đây mình màn hình là 15.6 inch, và mình giới thiệu mọi người đến cái cấu hình. Nó là Omen HP ha, HP Omen là mọi người, laptop 15CE0XX. Cấu hình là i7 7700HQ, chip HQ thì nó khỏe mọi người, 2.88 CPU ha. Chip HQ thì hay nằm ở trong những cái dòng máy trạm hoặc là máy game rồi vậy đó, gaming đó. Đây là một cái dòng máy gaming nha, RAM 32 GB, và quan trọng là đây là cái card đồ họa. Cái card này là cái card GTX 1060 mọi người, cái card này tới 6 GB lận. Đây nè, 6 GB thì mình làm việc hoặc mình chơi game là vô cùng thoải mái luôn mọi người. Thường thường thì nó 4 GB thôi, cái card 6 GB là rất là ok luôn, khỏe để mà mình sử dụng. SSD là 512 cộng với HDD 1T, nó chạy song song hai ổ SSD và HDD. Như vậy thì mình gọi là mình vừa chạy dữ liệu với SSD rồi mình chứa nữa là tha hồ luôn mọi người ha. Và cái trên cái màn hình của nó là mình nói là cái dòng Omen là cái dòng cao cấp, cho nên nó là nó màn hình của nó rất là sáng, sáng trưng luôn á, mịn sáng. Và trên nền trắng hay là một nền màu rồi mình không có thấy mọi người, nhưng mà cái này là nó có một cái nhược điểm mà rất là khó để quay cho mọi người thấy, nhưng mà mình sẽ nói. Có nghĩa là khi mà gặp lại thì mọi người thấy là cái phần màn này nó sẽ tiếp xúc với lại cái phần ở đây, cái phần thiết kế của cái máy ở chỗ này nè, có cái phần nhô lên nè, nó bằng mà nó nhô lên rồi gập xuống, rồi cái đoạn chỗ này nè, cho nên là nó có cái dấu hơi hằn trên cái bàn phím khi mà gập vào. Về mình nghĩ là lưu kho đó, quay quay trên nền trắng này, quay trên máy thì không bao giờ thấy được hết trơn á, rất là khó thấy luôn. Mình không biết quay như thế nào cho mọi người thấy, nhưng mà khi mà mình mở máy và mình vừa khởi động lên đó thì mình sẽ thấy là nó hơi hằn cái chỗ này nè mọi người, hơi hằn lên, nó một chấm nhỏ xíu ở bên này và cái phần này nữa nó hơi hằn lên thôi, còn trong quá trình mà mọi người sử dụng là không có thấy đâu. Nó hơi hằn lên khi mà mình khởi động máy lên, nó lên trên gọi là lên trên cái nền đen đó, là mình thấy cái dấu nó hơi hằn một tí, hằn rất là nhẹ luôn. Ở đây là có một cái chấm nó hơi hằn nhẹ ha, có mấy cái mình mở ra cái nền hoặc cái hình ảnh khác thì nó không có thấy được, trên nền trắng cũng không có thấy luôn, nhưng mà khi mà khởi động lên thì mới mới thấy rất là nhẹ, và mình quay video thì không có thấy được. Chỉ vậy thôi, và nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Cái màn hình này mình bảo hành cho mọi người, cho nên là mọi người không có lo, là nó không có ảnh hưởng gì hết trơn. Chẳng qua khởi động lên thì mình thấy là do là bởi vì là cái tác động vật lý nó tì đè lên đây. Thỉnh thoảng có nhiều máy nó cũng như vậy á mọi người, mà tại vì đó là có sao thì mình sẽ nói như vậy luôn. Những người cho những ai mà khó tính thì mọi người bỏ qua, còn cái này thì cái việc mọi người sử dụng thì không có ảnh hưởng gì hết trơn, chỉ vậy thôi. Cái lỗi duy nhất của nó là trên cái màn, khi mọi người khởi động lên là mình thấy cái vệt hằn á trên cái màn, xong rồi là lên rồi là ok, sử dụng bình thường không vấn đề gì hết. Cái phần ở đằng trước của máy ha, thì đây là nó phủ carbon nè, bên này và trên carbon thì nó cũng có trầy xước nhẹ nhẹ. Còn lại là ok, máy này là logo zin của Omen đó mọi người, HP Omen. Đây, phần này thì hai cái tản nhiệt nó làm đây ha, làm cái kiểu tản nhiệt của máy game á mọi người. Rồi bên này rất là chi tiết luôn, sạc nè, hai cái USB. Máy là khá là sạch đẹp.
Bên này là một đống các ngõ kết nối nè mọi người, mà nó điệu đó, nó làm mấy cái này màu đỏ hết trơn luôn. Tai si sấm sét nè, tai nghe USB, ngõ mạng LAN, HDMI đầy đủ hết ha. Con máy rất là chất lượng, dòng HP Omen thì vô cùng chất lượng luôn. HP thì có nhiều dòng, dòng Omen là dòng chuyên về máy game, và cái dòng này là cái dòng cao cấp đó mọi người. A846 máy kèm sạc zin, chỉ có đúng một cái nhược điểm là trên màn hình khi mà khởi động lên là nó hơi hằng cái dấu phím vậy thôi, còn lại là ok. Và mình báo giá 10 triệu rưỡi nha mọi người, 10 triệu rưỡi, ai chốt có thể inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình. Máy kèm sạc zin ha, máy vô cùng là chất lượng lắm, mình quay cho mọi người xem nè. Nói chung là những cái dòng này á, mọi người mua thường thường mọi người rất là ái ngại biết là nó có sửa chữa hay không hay như thế nào, nhưng mà đây là nó zin đét 100% luôn ha. Đây mọi người thấy nè, nó chi tiết cực kỳ luôn, ngay cả cái phần đáy của nó cũng logo nó làm tùm lum tà la hết trơn á, nhìn rất là ngầu luôn. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.